Vâng, không thể kéo dài hơn được nữa. Rất xúc động, đứng tim mất. Vâng. Hoa hậu Việt Nam năm 2004 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền. Xin chúc mừng, xin mời thí sinh Nguyễn Thị Huyền ra nhận hoa và quà. Vâng, và xin mời Hoa hậu Việt Nam năm 2004 Nguyễn Thị Huyền ngồi xuống để nhận vương miện Hoa hậu. Vâng, chúng ta có tay thật lớn để chúc mừng cho Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Và đó là thí sinh Mai Phương Thúy, số danh 189. Mai Phương Thúy đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2006. Xin mời nhà thơ Dư Kỳ Anh, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 lên trao vương miện, quyền trượng và giải thưởng trị giá 80 triệu đồng cho Hoa hậu Mai Phương Thúy. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến 31 thí sinh. Sự có mặt của các bạn đã làm rạng rỡ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Một lần nữa xin chúc các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong học vấn cũng như đời sống của mình. Và chúng tôi cũng xin dành tặng các bạn một tràng pháo tay để chia tay cùng các bạn. Đặng Thị Ngọc Hân. Cao quý của mình trong suốt những chặng đường còn lại của cuộc đời, nhưng sứ mệnh thiêng liêng hoàn mỹ nhất. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, xin chúc mừng. Bây giờ xin được trân trọng kính mời Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân sẽ lên trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Giây phút thiêng liêng nhất, giây phút đăng quang của tân Hoa hậu Việt Nam 2012. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Dương Tú Anh, Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 của chúng tôi xin được khép lại. Và Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ là ai? Nguyễn Cao Kỳ Duyên 283. Xin được chúc mừng Nguyễn Cao Kỳ Duyên tân Hoa hậu Việt Nam 2014. Xin mời Đặng Thu Thảo sẽ trao giải băng hoa hậu cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Mời bạn bước lên phía trước. Kỳ Duyên thân mến, bạn đã đi một chặng đường dài cùng với Hoa hậu Việt Nam. Và đây chính là ngai vị duy nhất dành cho bạn. Bạn đã ngồi xuống và nhận lấy trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam. Bây giờ là quyền trưởng của Hoa hậu. Xin mời ông Lê Xuân Sơn. Và thưa quý vị, với ngai vị vương miện và quyền trưởng, chúng tôi chính thức giới thiệu đến quý vị Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Và một lần nữa xin được chúc mừng bạn và chúc cho bạn sẽ hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Mời tất cả những bạn thí sinh còn lại chúng ta cùng bước lên phía trước và chúc mừng cho tân Hoa hậu Việt Nam